Trước tình hình mưa lớn gây ngập úng cục bộ, sáng nay Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã có buổi kiểm tra tình hình ngập lụt tại một số khu vực trên địa bàn thành phố. Cùng đi có các sở ngành, đơn vị liên quan và lãnh đạo các địa phương. Đến kiểm tra hệ thống camera giám sát giao thông và đo lượng mưa mực nước tại Trung tâm giám sát điều hành thông minh thành phố, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng biểu dương sự nỗ lực của cán bộ nhân viên tại đây trong việc túc trực, cập nhật thông tin kịp thời, đồng thời nhấn mạnh đây là hệ thống quan trọng giúp lãnh đạo thành phố theo dõi, có chỉ đạo kịp thời khi có tình huống xảy ra, đề nghị trung tâm tiếp tục thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình. Tại quận Thanh Khê, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng kiểm tra tình hình ngập úng tại kiệt 251 Thái Thị Bôi, khu vực này thường xuyên bị ngập sâu trong các mùa mưa bão. Bí thư Thành ủy đề nghị lãnh đạo địa phương cùng các sở ngành nghiên cứu có giải pháp để điều tiết lại thoát nước tại đây, không để tình trạng này kéo dài, đồng thời bố trí thêm lực lượng chức năng hỗ trợ bà con, nhất là nhu yếu phẩm, thuốc men. Bí thư Thành ủy sau đó đã kiểm tra tình hình ngập úng tại tổ 32 phường Thanh Khê Đông và khu vực cống thoát nước khe cạn tại tổ 26-27 phường Thanh Khê Tây. Bí thư Thành ủy yêu cầu lực lượng chức năng rà soát lại hệ thống cống, đậy nắp hố ga kỹ càng và dựng biển cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm, nhắc nhở người dân không đi lại qua các khu vực này, tiếp tục theo dõi diễn biến mưa ngập và tổ chức lực lượng ứng trực để xử lý tình huống kịp thời, không để bị động, nhất là tại các khu dân cư gần tuyến cống khe cạn. Câu chuyện đây là rõ ràng này, nó sẽ dồn ở đây, nó không phải chỉ là ở sân bay nó dồn về, mà đấy tất cả từ trên này nó dồn xuống, thì cái khu vực này nó vẫn là cái điểm trũng, nên mình phải tính cái phương án thi công ấy để xem lại, yêu cầu ban quản lý nó xuống kiểm tra. Tí anh sẽ chỉ đạo xuống kiểm tra để nó tính toán lại các phương án. Chứ không làm xong rồi nó cũng không giải quyết được câu chuyện. Tại trường tiểu học Lê Văn Tám, nơi tập trung người dân được sơ tán tại phường Thanh Khê Tây, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đã hỏi thăm và động viên bà con vượt qua khó khăn trong mùa mưa bão, đồng thời đề nghị lực lượng chức năng địa phương tiếp tục hỗ trợ tốt nhất cho người dân về nơi ăn, chốn ở cũng như nhu yếu phẩm thiết yếu, không để người dân thiếu thốn, đồng thời lưu ý việc vận động người dân không về nhà khi chưa đảm bảo an toàn. Công chí đã rất là chủ động trong cái triển khai các cái phương án cứu hộ cứu nạn, rồi hỗ trợ cho người dân ở các cái vùng bị ngập lụt. Đây là cũng là những cái kinh nghiệm rất là quý báu mà chúng ta đã đúc rút nhiều năm, đặc biệt là sau cái trận lũ cách đây đúng một năm, ngày 14 tháng 10. Và tôi đánh giá rất cao các cái công tác chuẩn bị của năm nay. Đấy, thấy cái việc triển khai rất là kịp thời, xử lý rồi di chuyển các cái hộ dân trong các cái vùng ngập lụt để đảm bảo an toàn cho người dân. Thay mặt lãnh đạo thành phố biểu dương và cũng đề nghị công chí tiếp tục triển khai các phương án bố trí lực lượng ứng trực đảm bảo. Thì tình hình có thể nó vẫn còn những diễn biến rất là cực đoan về mặt thời tiết. Đến kiểm tra công tác cứu nạn cứu hộ tại tuyến đường Mẹ Suốt, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng lưu ý địa phương cần chủ động và sẵn sàng công tác ứng cứu trong mọi tình huống, nhất là khi mưa lớn được dự báo sẽ còn tiếp diễn trong thời gian tới. Chuyển người ra ngoài vào các cái khu vực, ra những khu vực an toàn đấy, thì hỗ trợ họ đưa họ ra nhé. Cái thứ ba nữa là đảm bảo vẫn phải chuẩn bị sẵn các cái lương thực thực phẩm, nước nhé, để hỗ trợ cho các cái hộ dân và người ta ở lại ở nhà, để đưa vào rồi xem họ cần cái gì hỗ trợ để mình có cái biện pháp xử lý cho kịp thời đấy. Tại các điểm sạt lở khu vực bán đảo Sơn Trà, Bí thư Thành ủy yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường lực lượng khơi thông dòng chảy, phân luồng giao thông, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra. Bên cạnh đó, đề nghị lãnh đạo địa phương tiếp thu các kiến nghị, phản ánh của người dân tại hiện trường, các điểm sạt lở để kịp thời chỉ đạo đưa ra phương án giải quyết triệt để, giảm thiểu nguy cơ sạt lở trong thời gian tới tại bán đảo Sơn Trà.